Công tác dân số tại Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2019 là năm thứ 13 liên tiếp Việt Nam duy trì mức sinh thay thế. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,44% một năm. Tỷ suất chết trẻ em, tỷ số tử vong bà mẹ đều giảm, tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng lên. Tuy nhiên, công tác dân số ở nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là công tác tổ chức bộ máy ở địa phương còn nhiều khó khăn. Đây cũng là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tại Hội thảo Chuyên đề công tác dân số năm 2019 được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch đến hết năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020. Theo đó, công tác tổ chức bộ máy ở địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và kinh phí để thực hiện công tác chuyên môn. Lãnh đạo Tổng cục Dân số cho biết, trong thời gian tới, việc cơ cấu tổ chức bộ máy dân số phải được tiến hành trên tinh thần bảo toàn được tài sản, nhân lực và cơ sở dữ liệu của công tác dân số. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng cũng như kinh nghiệm thực hiện duy trì mức sinh thay thế, kế hoạch hóa gia đình, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương. Từ đó thảo luận và đưa ra những giải pháp để đạt được các chỉ tiêu chuyên môn trong 6 tháng cuối năm. Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Doãn Tú đã trao cờ thi đua của Bộ Y tế cho đại diện các chi cục có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.